Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị đến với những nội dung chính sau đây. Ukraine tập kích vào kho chứa 400 UAV của Nga. Ukraine nâng cấp thần sấm Chrome 2 tung đòn tấn công tầm xa. Mỹ Israel bàn việc trả đũa Iran, Tehran đưa ra quyết định bất ngờ. Ngay bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Quân đội Ukraine nói đã tập kích kho chứa hàng trăm UAV cảm tử của Nga ở vùng Krasnodar khiến cơ sở bị phá hủy. Quân đội Ukraine thông báo, Hải quân Ukraine đã phối hợp với cơ quan an ninh SBU tập kích cơ sở chứa máy bay không người lái UAV dạng xa hết gần làng Oktyabinsky tại vùng Krasnodar. Lực lượng này cho biết có khoảng 400 UAV tại kho và đòn đánh đã gây ra một số vụ nổ thứ cấp. Thông báo có đoạn, việc kho chứa UAV dạng xa hết bị phá hủy sẽ khiến quân đội Nga giảm đáng kể năng lực đe dọa dân thường ở các thành phố và làng mạc của Ukraine. Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, một đoạn video về vụ hỏa hoạn gần Oktyabinsky dường như đã xác nhận cuộc tấn công của Kiev. Oktyabinsky nằm cách chiến tuyến miền đông Ukraine chỉ khoảng 200 km, khiến khu vực này nằm trong tầm bắn của hỏa lực Ukraine. Bộ này tuyên bố khoảng 400 UAV, tương đương 5% số UAV Nga đã sử dụng kể từ khi xung đột nổ ra, cách đây hơn 2 năm đã bị phá hủy. Kể từ khi nhập khẩu những chiếc UAV Shahed đầu tiên từ Iran vào năm 2022, Nga đã phóng hơn 8.000 chiếc chứa chất nổ. Nhờ hệ thống phòng không tiên tiến của phương Tây, Ukraine đã bắn hạ hầu hết UAV Sahet mà Moscow sử dụng. Giới chức địa phương cho biết, ngọn lửa trong vụ cháy nhà kho xảy ra ở làng Oktyabinsky đã lan rộng ra diện tích khoảng 800 mét vuông, không gây ra thương vong. Lực lượng cứu hỏa ngay sau đó đã được huy động để dập tắt đám cháy và khu vực xung quanh hiện trường đã được phong tỏa do cây cố gần đó bị bắt lửa. Phía Bộ Quốc phòng Nga thông báo, phòng không nước này đã bắn hạ 47 UAV Ukraine trên lãnh thổ Nga và biển Azov trong đó có một chiếc tại vùng Krasnodar. Cơ quan này không đề cập Ukraine đã triển khai tổng cộng bao nhiêu UAV và thiệt hại liên quan sau loạt vụ tấn công. Xa hết là dòng UAV cảm tử do Iran phát triển. Kiev cáo buộc Moscow thường xuyên sử dụng loại đạn này để tập kích lãnh thổ Ukraine. Song Nga bác bỏ thông tin, khẳng định nước này chỉ dùng UAV nội địa. Nga và Ukraine thường xuyên tập kích lẫn nhau bằng tên lửa, rocket hoặc UAV sau khi xung đột bùng phát cuối tháng 2 năm 2022 giới chức Odessa cho biết tên lửa đạn đạo của Nga gần đây đã đánh trúng một tàu container dân sự treo cờ Panama tại tỉnh, khiến 6 người thiệt mạng và 11 người bị thương. Tất cả đều là công dân Ukraine. Nga nhiều lần bác bỏ thông tin nhắm mục tiêu dân thường khi tập kích Ukraine. Tờ Financial Times FT cho biết chính quyền Ukraine đang xem xét dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu vũ khí được đưa ra vào năm 2022. Động thái này nhằm thu hút thêm nguồn tài chính để hỗ trợ sản xuất trong nước, đặc biệt là máy bay không người lái UAV. Lệnh cấm xuất khẩu hàng hóa quân sự được Kiev đưa ra nhằm đáp ứng nhu cầu ưu tiên của quân đội nước này trong bối cảnh xung đột. Tuy nhiên, ngày nay, họ đang phải đối mặt với những hạn chế tài chính nghiêm trọng, không chỉ riêng lĩnh vực sản xuất máy bay không người lái, mà còn gặp khó khăn trong việc đầu tư vào nghiên cứu và phát triển hơn nữa lĩnh vực quốc phòng. Người đứng đầu công ty Ukraine Space System, ông Dmitry Khasapov, đã xác nhận rằng quân đội Ukraine đang thiếu hụt rất lớn máy bay không người lái. Để khắc phục tình trạng này, Kiev có kế hoạch tìm kiếm nguồn tài chính mới và một trong những bước đi quan trọng có thể là nối lại xuất khẩu vũ khí. Theo nghị sĩ Ukraine Alexander Marikovsky, việc cho phép xuất khẩu các sản phẩm quân sự, bao gồm cả máy bay không người lái, có thể mang lại cho Ukraine khoảng 20 tỷ đô la Mỹ. Nguồn vốn này không chỉ giúp đáp ứng nhu cầu của quân đội, mà còn mở rộng quy mô sản xuất thiết bị quân sự, đặc biệt là trong lĩnh vực UAV. Một điểm độc đáo là Ukraine có thể xuất khẩu tại chỗ, tức là sản xuất vũ khí theo đơn đặt hàng của các đối tác nước ngoài để cung cấp cho chính lực lượng vũ trang nước này như một phần của gói viện trợ quân sự. Đầu tháng 9, Ukraine đã tuyên bố sẽ chuẩn bị ý tưởng cho việc xuất khẩu vũ khí có kiểm soát của các doanh nghiệp quốc phòng nước này. Hiệp hội Doanh nghiệp Công nghiệp Quốc phòng Ukraine, NAUDI, cho biết, việc mở cửa xuất khẩu vũ khí và các sản phẩm quân sự có thể là một bước đi chiến lược đối với nền kinh tế Ukraine. Ông Dmytro Natalukha, Chủ tịch Ủy ban Phát triển Kinh tế của Narada Quốc hội Ukraine, cho biết, câu hỏi về việc mở rộng quy mô sản xuất chỉ vướng mắc bởi nguồn tài chính. Tại cuộc họp thảo luận về vấn đề xuất khẩu vũ khí của các công ty Ukraine, Naudi cho rằng việc bán các sản phẩm quân sự ra nước ngoài sẽ mang lại cho nhà nước nguồn thu thuế bổ sung lên tới 2 tỷ đô la Mỹ trong một năm rưỡi. Tuy nhiên hiện nay, do thiếu vốn, các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng đối diện nguy cơ phá sản vì toàn bộ vốn lưu động của doanh nghiệp đều được đầu tư vào phát triển công nghệ mới và mở rộng sản xuất. Việc mở cửa xuất khẩu vũ khí sẽ là một bước đi chiến lược nhằm củng cố nền kinh tế đất nước và phát triển ngành công nghiệp quốc phòng. Đồng thời, các khoản thuế bổ sung sẽ được áp dụng cho việc mua vũ khí và đạn dược cho lực lượng vũ trang Ukraine. Ông Alexander Marikovsky, người đứng đầu Naudi, cho biết, ngày nay các nhà sản xuất Ukraine không có lệnh cấm trực tiếp về mặt pháp lý đối với việc xuất khẩu sản phẩm quốc phòng của họ. Mặc dù vậy, trong điều kiện xung đột đang diễn ra, vấn đề cấp phép xuất khẩu vũ khí trở nên đặc biệt khó khăn và quan trọng, đặc biệt khi Ukraine phụ thuộc nhiều vào nguồn viện trợ từ bên ngoài. Trước đó vào tháng 7, giám đốc cơ quan mua sắm của Bộ Quốc phòng Ukraine bà Marina Besrukova nói rằng các công ty trong nước có thể xuất khẩu một phần vũ khí mà họ sản xuất. Một tháng sau đó, truyền thông Ukraine đã biết đến việc thành lập một nhóm công tác nhằm giải quyết việc phát triển cơ chế xuất khẩu thiết bị quân sự từ các nhà máy trong nước. trong bối cảnh phương Tây vẫn chưa cho phép Ukraine sử dụng tên lửa do họ cấp để nhằm vào mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Kyiv đã đẩy nhanh tiến độ phát triển tên lửa nội địa Grom-2, có thể tung đòn tấn công tầm xa chính xác. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã công bố việc Ukraine thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo Grom-2 quốc nội tại Diễn đàn Ukraine Độc lập 2024. Cột mốc này đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển tên lửa đạn đạo Grom-2, loại vũ khí có khả năng tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Chương trình tên lửa đạn đạo Grom-2 của Ukraine là bước tiếp theo của dự án tên lửa sắp sàn trước đó. Ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine kế thừa cơ sở hạ tầng thời Liên Xô đã phát triển Grom-2 với 70 triệu đô la Mỹ hỗ trợ từ Ả Rập Xê Út. Grom-2 được mệnh danh là thần sấm. Theo một số phương tiện truyền thông, tên lửa này còn được sánh ngang với tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander của Nga. Hệ thống tên lửa đặt trên một chiếc xe tải quân sự 6x6, được sử dụng như một đơn vị di động TEL. Transporter Erector Launcher mang theo hai thùng phóng tên lửa. Xe phóng được vận hành bởi kiếp chiến đấu 3 người. Tên lửa Grom-2 có chiều dài 7,2m, đường kính 0,95m, đầu đạn nặng 480kg và tầm bắn từ 280km đến 500km tùy thuộc vào biến thể. Tháng 7 năm nay, Ukraine tuyên bố đã phát triển và thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo chiến thuật Grom-2 nâng cấp, có khả năng tấn công mục tiêu nằm ở khoảng cách xa tới 700km việc phát triển vũ khí mới được thực hiện trên những thành tiệu có sẵn trong dự án Grom 2, đồng thời còn lấy tên lửa Kalib của Nga để tham chiếu. Chương trình nói trên của Ukraine đã nhận được sự tài trợ từ một số quốc gia phương Tây. Các cuộc thử nghiệm mang lại kết quả khả quan. Điều này khẳng định khả năng sẵn sàng sử dụng của nó trong điều kiện chiến đấu. Tầm bay lên tới 700 km tạo ra mối đe dọa rất nghiêm trọng, mặc dù trọng lượng đầu đạn vẫn chưa được xác định. Nhưng giới quan sát cho rằng Ukraine sẽ phải cắt giảm đáng kể trọng lượng đầu đạn nhằm tăng không gian cho bình nhiên liệu. Đây là bí quyết mang lại tầm bắn xa hơn. Việc đầu đạn bị thu nhỏ lại cũng gây ảnh hưởng nhưng không ở mức quá lớn, bởi với hệ thống dẫn đường tiên tiến do phương Tây hỗ trợ, độ sai lệch của tên lửa Grom 2 nâng cấp đã thu nhỏ rất nhiều. Với tầm bắn tối đa 700 km và độ chính xác cao, tên lửa đạn đạo chiến thuật Grom 2 thế hệ mới của Ukraine thậm chí còn vượt qua Iskander M của Nga, có tầm xa 500 km và mạnh hơn nhiều MGM-140 ATAC-MS của Mỹ với tầm bắn từ 165 đến 300 km tùy phiên bản. Nếu vũ khí trên được đưa vào sản xuất hàng loạt, quân đội Nga có thể phải đưa các cụm trú quân, kho tàng ra xa hơn khu vực tiền tuyến để tránh nguy cơ bị tấn công. Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu mới đây vừa có cuộc điện đàm để trao đổi về khả năng Israel trả đũa Iran. Trong khi đó, lực lượng Hezbollah ở Liban tuyên bố đã đẩy lùi quân Israel dọc theo biên giới các cuộc đụng độ trên bộ ở Liban tiếp tục diễn ra song song với cuộc xung đột ở giải Gaza. Trung Đông đang trong tình trạng báo động cao khi chờ đợi phản ứng của Israel sau vụ Iran tấn công bằng hàng trăm tên lửa đạn đạo. Phía Nhà Trắng cho biết, trong cuộc điện đàm kéo dài 30 phút, Tổng thống Biden và Thủ tướng Netanyahu đã trao đổi về các kế hoạch của Israel. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karin Jean-Pierre nói với báo chí rằng Cuộc trao đổi diễn ra thẳng thắn và rất hiệu quả, đồng thời thừa nhận hai nhà lãnh đạo có bất đồng nhưng thẳng thắn trao đổi về những bất đồng đó. Văn phòng của Thủ tướng Netanyahu xác nhận cuộc điện đàm đã diễn ra nhưng không cung cấp bất kỳ thông tin chi tiết nào về nội dung đã thảo luận. Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Danny Danan nói với các phóng viên là hai nhà lãnh đạo đã có một cuộc trao đổi tích cực và chúng tôi đánh giá cao sự ủng hộ của Mỹ. Hai bên nhất trí sẽ tiếp tục giữ liên lạc chặt chẽ trong những ngày tới và Tổng thống Biden thúc giục ông Netanyahu giảm thiểu thiệt hại cho dân thường ở Liban. Ngoài ra, ông Biden một lần nữa lên án cuộc tấn công của Iran vào Israel, thúc giục nối lại hoạt động ngoại giao ở dài Gaza và khẳng định quyền tự vệ của Israel trước Hezbollah. Israel thề rằng Iran, kẻ thù không đội trời chung, sẽ phải trả giá cho cuộc tấn công bằng tên lửa đầu tháng này. Trong khi đó, Tehran tuyên bố bất kỳ hành động trả đũa nào cũng sẽ bị đáp trả, làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột rộng hơn ở khu vực cung cấp dầu mỏ cho thế giới. Theo một số nhà phân tích, Israel rất có thể sẽ đáp trả Iran bằng cách nhắm vào các cơ sở quân sự, đặc biệt là những cơ sở sản xuất tên lửa đạn đạo. Israel cũng có thể nhắm vào các hệ thống phòng không và bệ phóng tên lửa của Iran. Trong khi đó, Quốc hội Iran hiện tham gia cuộc thảo luận thực sự nghiêm túc về lựa chọn rút khỏi hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân NPT. Ông Alaeddin Boroujerdi, thành viên Ủy ban An ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Quốc hội Iran nói rằng các nghị sĩ đang nghiêm túc xem xét khả năng đưa ra quyết định như vậy. Tuy nhiên, ông Boroujerdi cũng nhấn mạnh việc thảo luận về khả năng rút khỏi NPT không đồng nghĩa với khả năng Iran sẽ chế tạo vũ khí hạt nhân chiến thuật. Hãng thông tấn Sana của Syria cho biết, Israel vừa tiến hành một cuộc không kích vào tỉnh Homs và Hama ở miền trung nước này. Cuộc tấn công gây ra thiệt hại vật chất, trong đó có đám cháy lớn tại kho chứa hàng cứu trợ y tế. Cơ quan giám sát nhân quyền Syria cho hay, một nhà máy lắp ráp ô tô ở Hacia, thuộc tỉnh Homs, bị tấn công trực tiếp. Trong khi cuộc tấn công vào tỉnh Hama nhằm vào một khu vực có hệ thống phòng không và quân đội chính phủ. Cách đây ít hôm, Homs và Hama cũng hứng chịu một cuộc không kích gây ra thiệt hại vật chất. Bộ quốc phòng Syria cáo buộc Israel tiến hành vụ tấn công. Trước đó, truyền thông Syria cho hay lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn các mục tiêu thù địch ở miền trung Syria. Một cụm từ thường được sử dụng để chỉ các cuộc không kích của Israel và quốc gia bị giao tranh tàn phá này. Ngày 5 tháng 10, một loạt các cuộc tấn công cũng xảy ra tại nhiều địa điểm ở Syria, khiến ít nhất một người tử vong và ba người khác bị thương. Đài truyền hình nhà nước Syria khi đó đưa tin rằng hệ thống phòng không của nước này đã được kích hoạt để đánh chặn các mục tiêu thù địch tại Homs. Được biết trong nhiều năm, Israel liên tục tấn công các nhóm chiến binh thân Iran tại Syria và tại một số quốc gia Trung Đông khác. Tuy nhiên, chiến dịch bí mật này đã trở nên mạnh mẽ và công khai sau khi xung đột giữa Israel và Hamas nổ ra vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Theo dữ liệu thống kê của Viện Chính sách Cận Đông Washington, kể từ thời điểm đó, Israel đã tấn công và sát hại hàng chục thành viên của lực lượng vệ binh cách mạng Iran, IRGC và Hezbollah ở Syria. Chiến dịch đã lên tới đỉnh điểm vào tháng 4 khi Israel ném bom tòa nhà thuộc lãnh sự quán Iran ở thủ đô Damascus, khiến một chỉ huy hàng đầu của IRGC, phụ trách hoạt động ở Levant, tử vong. Đáp trả lại, Iran đã bắn khoảng 300 tên lửa và máy bay không người lái vào Israel. Tuy nhiên, phần lớn các tên lửa và máy bay không người lái đó đã bị bắn hạ. Sau đó, Israel lại tấn công lãnh thổ Iran bằng máy bay không người lái. Leo Ackerman, cựu chuẩn tướng, từng làm việc trong cơ quan an ninh nội địa của Israel nhận định, các cuộc tấn công ở Syria chắc chắn sẽ ngăn chặn việc cung cấp vũ khí và đạn dược, đồng thời làm tổn hại đến khả năng tổ chức của Hezbollah. Về phần mình, Israel hiếm khi công khai thừa nhận các vụ tấn công có chủ đích ở nước ngoài, nhất là các cuộc tấn công gần đây ở Syria. Theo kênh truyền hình Al-Masadin lịp bằng, phát biểu tại một hội nghị ở thủ đô Tehran của Iran, ông Jabbari, cố vấn của Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), tuyên bố rằng 90% số tên lửa được phóng trong Chiến dịch Lời hứa 2 của Iran, hôm 1 tháng 10 vào các mục tiêu thuộc Israel, đã đánh trúng thành công các mục tiêu bị chỉ định. Ông Jabbari còn nói rằng ngoài cuộc tấn công bằng tên lửa, IRGC còn tiến hành cùng lúc các hoạt động tác chiến mạng và điện tử nhằm vào các hệ thống phòng không của Israel, cho phép tên lửa tấn công trực tiếp vào các mục tiêu quan trọng. Cũng theo ông Zabari, tên lửa đạn đạo của Iran nhắm vào các căn cứ quân sự quan trọng của Israel và nhà chứa F-35, dẫn đến việc phá hủy nhiều máy bay chiến đấu loại này. Ông Zabari còn cho rằng Israel và Mỹ đã bị bất ngờ dù đã triển khai các biện pháp phòng thủ tiên tiến để ngăn chặn cuộc tấn công của Iran. F-35 được coi là tiêm kích hiện đại nhất của Mỹ, nhờ hội tụ những yếu tố của một vũ khí chiến đấu uy lực như khả năng tăng hình trước radar, tốc độ ấn tượng, tính linh hoạt cao, hệ thống cảm biến hiện đại. Trước đó, truyền thông thế giới công bố ảnh chụp vệ tinh cho thấy, một phần căn cứ quân sự Nevatim của Israel bị phá hủy nặng nề sau cuộc tấn công đường không của Iran tối hôm ngày 1 tháng 10, củng cố nghi vấn tiêm kích F-35 bị phá hủy trong cuộc tấn công này. Hình ảnh cho thấy ít nhất một khu nhà chứa máy bay của căn cứ này bị hư hỏng nặng nề, với phần nóc bị phá hủy hoàn toàn. Khu vực chịu thiệt hại nằm ngay cạnh đường băng chính của căn cứ, với nhiều mảnh vụn vùng vãi xung quanh. Theo đài Al-Jazeera, căn cứ Nevatim là một trong những căn cứ không quân quan trọng nhất của Israel. Căn cứ này chứa nhiều loại máy bay quân sự hiện đại hàng đầu, trong đó có dòng tiêm kích đa dụng F-35, Nanning-2 do Mỹ sản xuất.